Kevin De Bruyne, chấn thương hủy hoại đội tuyển Bỉ. Kevin De Bruyne khẳng định chấn thương đã buộc Bỉ cho đi tất cả sau thất bại 1-2 trước Ý, khiến đội bóng số 1 thế giới cúi đầu rời Euro 2020. Tuyển Bỉ tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm trước khi hiệp 1 kết thúc. Romelu Lukaku thực hiện thành công quả phạt đền gỡ 1-2 sau khi Nicolò Balla và Lorenzo Insigne đã lập công cho Azzurri. Đội bóng số 1 thế giới không có sự phục vụ của đội trưởng Eden Hazard do chấn thương. Nhưng De Bruyne đã tạo ra hai cơ hội tuyệt vời ở hiệp 2 mà Lukaku và Thorgan Hazard không thể chuyển hóa thành bàn. Phát biểu với đài truyền hình RTBF, De Bruyne nói, chúng tôi thất vọng, nhưng thực tế chúng tôi biết rất khó khăn vì nhiều yếu tố chống lại chúng tôi. Ngôi sao của Manchester City chỉ ra chấn thương gân khuèo của Eden Hazard, chấn thương mắt của Timothy Castagne trận ra quân trong khi Axel Witsel chỉ mới bình phục chấn thương, trở lại sau việc đau ở chân, De Bruyne thừa nhận. Chúng tôi gặp quá nhiều vấn đề về phong độ. Cá nhân tôi không đạt được 100%. Tôi cảm ơn các nhân viên y tế đã làm một công việc đáng kinh ngạc để tôi có thể thi đấu dù bị rách dây chằng. Tôi đã chiến đấu hết mình, tất cả chúng tôi đã chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Trong hiệp 1, Ý là đội chơi tốt hơn nhưng chúng tôi đã có cơ hội để gỡ hòa 2-2. Một số người sẽ thất vọng và sẽ chỉ trích chúng tôi, nhưng tôi nghĩ người hâm mộ đã thấy rằng chúng tôi đã cống hiến tất cả. De Bruyne nhấn mạnh Quỷ Đỏ sẽ làm lại tại World Cup 2022, nhưng thủ môn Thibaut Courtois thừa nhận thất bại là khó nuốt trôi. Đồng thời thừa nhận tuyển Ý xứng đáng giành chiến thắng. Thất bại cũng đồng nghĩa, tuyển Bỉ đau lòng rời tứ kết Euro 2020, hệt như cách đội bóng số 1 thế giới dừng bước năm 2016 sau thất bại trước xứ Wales. Huấn luyện viên tuyển Bỉ Roberto Martinez cảm thán, thật đáng buồn và thất vọng. Những cầu thủ này không xứng đáng bị loại. Tôi không thể đổ lỗi cho đội bóng của tôi, họ đã chiến đấu rất tuyệt vời.